Xin chào các thầy cô, video này em sẽ hướng dẫn các thầy cô cách sử dụng game Nhanh Như Chớp Nhí 10 câu mà em thiết kế. Đây là giao diện slide đầu tiên trước khi vào game, giống như là một cái slide khởi đầu. Game Nhanh Như Chớp Nhí gồm có bộ 10 câu hỏi. Sau khi công bố thể loại cuộc thi xong này, một số những cái nội quy khi mà tham gia trò chơi thì thầy cô sẽ bấm vào start để bắt đầu. Sau khi bấm vào start sẽ đến giao diện chính. Ở giao diện chính của trò chơi này thì nó sẽ có 10 câu hỏi. Trước khi mà chọn câu hỏi thì chúng ta sẽ nhấn quay để lựa chọn ngẫu nhiên một câu hỏi bất kỳ trong số những câu hỏi này. Nhấn quay, bấm chuột vào quay và quay. Sau khi bấm quay xong thì cô tích chuột ra ngoài để dừng. Giả sử đây là câu 10, thì cô bấm chọn câu hỏi số 10. Sẽ chuyển đến slide câu hỏi số 10. Ở đây sau khi câu hỏi hiện ra hết xong, thầy cô có thể sửa câu hỏi và sửa đáp án. Tích chuột để hiện đáp án. Ở đây có sẵn những đáp án đúng sai và thời gian. Nếu thầy cô cho thời gian học sinh làm bài suy nghĩ để trả lời các câu hỏi này thì thầy cô sẽ bấm vào thời gian để thời gian chạy. Ở đây thời gian của cái phần em cài đặt ở đây là 2 phút. Giả sử như thời gian đã hết rồi thì bây giờ học sinh, có thể là học sinh trả lời một câu hỏi là đáp án D chẳng hạn thì là sai. Thầy cô bấm đây. Ở đây có các cái đáp án là sai đúng thì cô có thể là bấm vào đây để sửa những cái đáp án này. Chỗ nào là đáp án đúng thì cô gõ vào. Ví dụ như đây là thầy cô chọn đáp án đúng thì thầy cô bấm vào đây. Đây sẽ có đáp án đúng, đây là sai. Tích vào đáp án thì nó sẽ hiện lên. Chọn và đáp án. Sau khi học sinh tương tác trả lời xong, giả sử như học sinh trả lời đúng câu hỏi này nhé, thì thầy cô quay trở lại này. Câu hỏi này là câu hỏi 10 và học sinh vừa nãy đã trả lời là đúng, thì thầy cô sẽ bấm vào số 10 để nó hiện một cái đèn, có nghĩa là câu này đúng rồi, được đèn. Giả sử bây giờ quay một câu khác, chọn một câu khác, bấm ra lại dừng. Câu 5 đấy, thầy cô bấm vào câu 5. Đó, đúng. Đến câu hỏi số 5. Đến câu hỏi số 5 thầy cô lại tích chuột để hiện đáp án. Và đếm ngược thời gian. Giả sử đến xong, học sinh trả lời đáp án A, đáp án này là sai, thầy cô quay trở lại. Ở đây vì là sai nên là thầy cô không bấm nữa, không bấm vào số 5 này để hiện cái đèn này nữa. Nếu như thầy cô bấm vào số 5 này thì nó hiện cái đèn. Nó hiện cái đèn có nghĩa là đúng, thì học sinh trả lời sai thì mình thôi, bỏ qua, không hiện đẹp thì bấm quay. Dừng thì bấm ra ngoài, bấm chuột ra ngoài. Vẫn là câu 5 thì quay tiếp. Câu 10 trúng rồi, quay tiếp. Câu 7 chọn rồi, câu 7 hiện câu hỏi và đáp án. Hiện câu hỏi và đáp án đi. Câu hỏi và đáp án này thầy cô hãy sửa, tự sửa vào đây. Đấy, giả sử đây học sinh chọn đáp án đúng nhé. Đúng rồi. Đấy, thầy cô quay trở lại. Thầy cô nhớ là câu này học sinh đã trả lời đúng. Đây là mình sẽ được phép thưởng ra hiện một cái đèn. Đấy, cứ như vậy thôi. Đấy, để kết thúc trò chơi. Thì khi nào quay hết và chọn hết tất cả các câu hỏi và để biết được bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai thì những cái câu nào đúng thì nó sẽ báo đèn và những câu nào sai thì sẽ không báo đèn. Có thể trò chơi này chơi cho các đội
Ví dụ như là đội thứ nhất thì chơi lần vẫn những câu hỏi này trong một đội chơi, còn những cái bạn tham gia đội kia thì sẽ ở một cái phòng kín nào đấy hoặc ở một chỗ nào đấy không được không được nghe những cái câu hỏi và đáp án. Đấy, thì lần thứ nhất đội 1, các thành viên đội 1 nghe, sau đội 1 chơi xong rồi đội 1 có thể ngồi lại xem đội 2. Còn đội 2 mà khi mà đội 1 trả lời thì đội 2 sẽ phải ở một cái vị trí nào đó nó phòng kín, không được biết những cái câu hỏi đáp án này. Thì trong một số cuộc thi thì cô có thể cho học sinh của mình làm. Rồi, video kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các thầy cô đã theo dõi.